Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda City, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B phổ thông của bên phía Honda mà trong video ngày hôm nay 14 tháng 2 năm 2024, thời điểm dịp giữa tháng và mình thì cũng vừa mới cập nhật được thôi. Những cái chính sách xả kho tại thời điểm này thanh lý Vinton 2023 dành cho tất cả các phiên bản của dòng xe Honda City quý anh chị các bạn ạ. Một cái chính sách giá có thể nói là giảm sâu nhất từ trước tới nay cho City Vinton 2023 với 3 sự lựa chọn: bản G, bản L và phiên bản RS. Sau khi trừ đi chương trình khuyến mại giảm giá tại thời điểm này, giá có phiên bản còn thấp hơn cả chiếc xe Hyundai Accent, một chiếc xe mà chúng ta đã thường biết là giá tốt nhất ở phân khúc cỡ B rồi. Nhưng tại thời điểm này, City 2023 là một cái sự quan tâm rất đáng để mọi người chú ý. Với 3 sự lựa chọn, cả 3 đều là số tự động. Vậy thì cụ thể từng phiên bản xả như thế nào thì mình xin phép cập nhật luôn để anh chị chúng ta tham khảo xem xét xem là có lựa chọn chốt được cái chiếc xe này trong thời điểm dịp khai xuân năm 2024 này hay không. Phiên bản đầu tiên đó là Honda City phiên bản G. Bản G là phiên bản số tự động thấp tiền nhất của Honda City với mức giá niêm yết đề xuất của nó là 559 triệu đồng. Bản này sẽ giảm giá xả kho lên tới 80 triệu quý anh chị các bạn nhé. 80 triệu đồng tiền mặt anh chị ạ. Ngoài ra nữa vẫn có 40 triệu đồng tiền phụ kiện dành cho quý các bạn. Giá bán xe còn lại của nó là 479 triệu đồng thôi, 479 với số tự động bản G của Honda City. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 538 triệu, ở Hà Nội là 570 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 558 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 538, Hà Nội là 570 và thành phố Hồ Chí Minh là 558 triệu đồng. Xả kho giảm rất mạnh. Mua trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 155 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 186 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 175 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 155, Hà Nội là 186 và thành phố Hồ Chí Minh là 175 theo phương án trả góp. Mức giá mà mình cũng vừa mới cập nhật được thôi, rất đáng quan tâm tại thời điểm này. 40 triệu đồng tiền phụ kiện thì chúng ta có thể lựa chọn dán kính, lựa chọn trải sàn, lựa chọn camera hành trình. Thích thì làm thêm cái cảm biến áp suất lốp hoặc là sơn phủ gầm. Với tóm lại là có một cái list phụ kiện để chúng ta lựa chọn, cứ làm sao đủ 40 triệu là ok anh chị nhé. Đó là bản G. Phía trên bản L, phía trên bản G đó là bản L anh chị ạ. Bản L này mới là phiên bản mà mình nghĩ là nhiều người quan tâm và đưa ra phương án chốt xe tại thời điểm này. Nếu như đang có kế hoạch lấy xe ở phân khúc cỡ B, phân vân giữa Vios, giữa Accent, giữa Honda City, bản L của Honda City option cơ bản của nó cũng đầy đủ, tiện ích cũng đầy đủ hết rồi. Có cả những tính năng an toàn chủ động luôn. Giá niêm yết của nó là 589 triệu đồng tại thời điểm này. Xả giảm 84 triệu đồng anh chị nhé, 84 triệu đồng tiền mặt anh chị ạ. Vẫn có gói quà tặng 40 triệu tiền phụ kiện nhé. Giá bán còn lại là 505 triệu đồng với City phiên bản L, một cái chiếc xe rộng rãi thoải mái bậc nhất ở trong cái phân khúc cỡ B này. Cả hàng ghế phía trước, cả hàng ghế phía sau, một cái chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu cũng là nhất luôn. Một cái chiếc xe mà theo mình nhìn bên ngoài, kiểu dáng cũng như nội thất bên trong, mình thấy là ưng mắt nhất luôn. Giá là 505 triệu, với bản L này thì lăn bánh ở tỉnh là 567 triệu, ở Hà Nội là 599 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 587 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 567, Hà Nội là 599 và thành phố Hồ Chí Minh là 587. Đây là một cái chiếc xe xả tồn, xả hết những cái Vin cũ anh chị nhá, cho nên là cái số lượng xe về màu ấy nó cũng không đủ đâu, nó còn lác đác một vài xe và tùy từng màu thôi. Cho nên là nếu chúng ta có kế hoạch thì theo mình nghĩ lên chốt luôn, lấy cái giá này mình nghĩ đã rất là ok rồi. Nếu như mà mua trả góp của phiên bản L này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 163 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 195 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 183 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 163, Hà Nội là 195 và thành phố Hồ Chí Minh là 183 theo phương án trả góp, đó là bản L của Honda City. Giá này ở trong phân khúc thì có thể lấy được chiếc xe Accent phiên bản đặc biệt đang bán là 508 triệu. Như vậy là cũng gọi là xem xem với phiên bản L này. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ lấy phiên bản L của City anh chị ạ. Tiếp theo sang phiên bản thứ 3, phiên bản Honda City phiên bản RS.
Bản RS của Honda City thì có mức giá niêm yết là 609 triệu đồng, 609. Với phiên bản này sẽ giảm về tiền mặt là 45 triệu, anh chị ạ, 45 triệu đồng tiền mặt và vẫn có 40 triệu đồng tiền phụ kiện. Giá bán còn lại của nó là 564 triệu. Lăn bánh ở tỉnh là 628 triệu đồng, ở Hà Nội là 661 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 648 triệu đồng, anh chị nhé. Tỉnh là 628, Hà Nội là 661 và thành phố Hồ Chí Minh là 648 theo phương án trả thẳng. Trả góp của City RS này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 176 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 208 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 196 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh 176, Hà Nội 208 và thành phố Hồ Chí Minh là 196 theo phương án trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn của dòng xe Honda City tại thời điểm dịp giữa tháng 2 này. Xe tồn, xả kho 2023, lác đác, không đủ màu, anh chị nhé. Vậy thì nếu chúng ta quan tâm cụ thể về chiếc xe Honda City với cái mẫu model mới nhất này, ngoài ra nữa, option của City cũng là thuộc hệ là đầy đủ nhất ở trong phân khúc luôn với cái mẫu model mới này, thì anh chị hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình này để có thể cập nhật chi tiết về màu xe để chúng ta xem là có phù hợp với những cái màu mà sở thích mà chúng ta đang ưng hay không. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong video đằng sau của Top Car VN. Xin chào ạ.